Gấu sống phụ thuộc phần lớn vào rừng, thế nhưng nạn chặt phá rừng ở Đông Nam Á đang hủy hoại môi trường sống của chúng với tốc độ chóng mặt. Gấu cũng bị săn trộm và buôn bán trên thị trường quốc tế để trích hút mật dùng cho mục đích y tế. Những kẻ săn trộm thường giết hại gấu cái để lấy con non bán làm thú cưng. Những con non này khi bị đẩy ra khỏi môi trường sống tự nhiên sẽ phải mất nhiều năm mới có thể làm quen trở lại với môi trường thiên nhiên hoang dã.